Chào mọi người! Trong video này, tôi sẽ đề cập đến 10 vấn đề phổ biến mà xe thể thao đa dụng lý sợt RX350-2016-2022 dễ gặp phải. Số 1 một. một số mẫu xe 2017 bị triệu hồi tại Mỹ do bơm chân không dễ bị trục trặc khiến mất trợ lực phanh đột ngột. Việc sửa chữa bao gồm thay thế máy bơm chân không bị lỗi bằng một thiết bị cải tiến mới. Số 2 một số mẫu xe từ năm 2017 đến 2020 đã bị thu hồi tại Hoa Kỳ do lỗi bơm nhiên liệu trong bình xăng có thể gặp trục trặc và khiến xe bị chết máy khi đang lái. Việc sửa chữa bao gồm thay thế bơm nhiên liệu bị lỗi bằng một bộ phận cải tiến mới. Số 3. Tay nắm cửa trước bên trong ở một số mẫu xe từ 2016 đến 2019 dễ bị gãy khiến cửa bị ảnh hưởng không mở được từ bên trong xe. Số 4. Máy bơm nước ở một số xe này dễ bị rò rỉ chất làm mát trong khoảng thời gian từ 130.000 đến 170.000 km và cần được thay thế. Số 5. Bơm nhiên liệu áp suất cao gắn trong động cơ ở một số mẫu xe 2016 và 2017 dễ bị ồn và cần được thay thế. Số 6. Một số mẫu xe từ 2016 đến 2018 dễ bị phát ra tiếng ồn từ hệ thống ống xả khi cất cánh hoặc khi tăng tốc nhẹ. Việc thay thế bộ phận trung tâm ống xả ban đầu bằng một thiết kế cải tiến có thêm giá đỡ và bộ giảm chấn hiển thị trên màn hình sẽ giải quyết được vấn đề. Số 7 Vòng bi bánh sau ở một số loại xe này dễ phát ra tiếng kêu ầm ầm trong khoảng thời gian từ 150.000 đến 180.000 km và chúng cần được thay thế. Số 8. Vật liệu cao su của ổ đỡ tâm trục truyền động dễ bị rách theo thời gian gây rung động đường truyền. Thay thế ổ trục trung tâm bằng một cái mới sẽ giải quyết được vấn đề. Số 9. Ống lót tay điều khiển phía dưới phía trước dễ bị mòn nhanh gây ra các vấn đề về căng chỉnh và lót mòn không đều. Thay thế các ống lót bị mòn bằng các ống lót mới hoặc thay thế các cụm tay điều khiển phía dưới và căng chỉnh lại phương tiện sẽ giải quyết được vấn đề. Số 10 Các liên kết đầu thanh ổn định phía trước dễ bị mòn nhanh gây ra tiếng lạch cạch phát ra từ hệ thống treo trước trên đường đất và khi đi qua chỗ sóc thay thế các liên kết cuối thanh ổn định bị mòn bằng các liên kết mới có chất lượng tốt hơn sẽ giải quyết được vấn đề. Đó là 10 vấn đề phổ biến mà xe thể thao đa dụng lý sật RX350 2016 đến 2022 dễ gặp phải.